tiên. Đúng rồi. Hôm nay mấy cô mấy dì trên sân khấu rất vui vẻ chào đón con dâu đến với chương trình mấy nụ cười xuân. Mấy cô mấy dì. Thôi được rồi. Bình tĩnh. Dì Ngọc, dì Dạ, dì Dơ. Thôi đừng vụng về nữa. Thưa quý vị, anh chị em của bảy nụ cười xuân xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào chân thành. Xin quý vị hãy nhớ, đây là chương trình bảy nụ cười xuân và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Chương trình bảy nụ cười xuân. Đây là lần đầu tiên của cháu nó đến với chương trình. Trước đây con đã từng tham gia một chương trình nào mà nó tương tự như thế này, vừa đóng kịch rồi vừa chơi rồi vừa tâm sự như này không? Dạ chưa. Con có tự tin là hôm nay con diễn kịch được với mọi người đây không? Con cũng không biết, nhưng mà chắc là nhờ các cô chú ở đây. Cô chú. Đúng rồi. Đừng nói vậy. Hết sức lễ phép. À, thật ra thì ở đây có mình chú á, là tại vì biết con lâu rồi, tuổi cũng tầm bố mẹ con thì kêu bằng chú được. Còn đây là cứ kêu gì dạ thím. Cô Ngọc. À cô Ngọc hả? Với lại bà chị Ngân nè. Chị Ngân con ở dưới cái bè nè. Cái bè gì? Em có ca lại nhắc sai. Cái lại chị Ngân, cái lại. Còn bên kia là chú Vinh Đà Nẵng. À. Còn ra bên này là chú Lực Bình Hưng. Tự nhiên cái mời con nít tới chơi chi gì thấy vàng ăn ngược. Trời ơi đâu có vàng nhiều đâu. Ủa? Ba mẹ của Tiểu Vi là gần bằng tuổi tụi mình rồi. Con đã từng coi được một vài đoạn nào trong chương trình bảy nụ cười xuân chưa? Dạ có rồi, bảy nụ cười xuân rồi. Nói chung là game vui là con coi. Tức là con cũng thích sự hài hước. Dạ. Hôm nay con được tham gia chương trình này. Con đã từng coi rồi thì con thấy mấy cô mấy thím sao? Trời ơi, ổ sao thím luôn rồi anh. Vui à. Con thấy ở đây mấy cô nào đẹp nhất? Con. Trời ơi. Trả lời ai thôi, con trả lời con đẹp nhất. Con kỳ quá, qua hậu đẹp là chuyện bình thường. Hỏi mấy cô đây thôi nè. Chị tạo dáng cho bé coi, hôm nay bộ đồ chị giống. Đây, bây giờ con thấy cô Dạ sao? Về nhan sắc. Thấy con sao con, nói đi con. Hồi nãy chị hỏi em tạo dáng sao, bây giờ em chỉ gì tạo dáng. Rồi con chỉ đi. Con hết dáng hả? Con để đưa cái dáng gì kỳ á? Cái tướng là tướng dáng salon bát đó con. Bị đau cổ. Con giơ chân ra đi. Giơ chân ra. Rồi để nhìn tay vô cổ. Để tay vô cổ. Giơ tay lên. Trời ơi. Em phải nói là chuyện ấy da nữa. Đây. Ủa con hơi dáng. Nếu như mà tôi chấm điểm á, âm 7 điểm. Con chấm cô tạo dáng thì là 10 điểm, nhưng mà thần thái hả? Thần thái 10 điểm. Wow. Nhưng mà cô không đẹp bằng được điểm sao vậy? Đi qua bên đó đi. Đi đứng đi. Trời không, thần thái 10 điểm, mình không đẹp nhưng mà mình đặc biệt. Đó, nhắn cái chữ không đẹp hoài vậy ta. Thôi nhưng mà bé nói chị đặc biệt, thấy không? Giống như đôi giày em phối cho chị đó. Đúng vậy, giải đặc biệt chỉ có một giải thôi. Mặc dù không có dịch trúng. Tất cả các người còn lại là giải khuyến khích hết. Vậy đi. Đừng cho con bé nói nữa nha. Con bé nói nữa quê lắm á. Rồi, con đã từng thấy ai diễn hài mà đẹp hơn chị Dạ chưa? Ủa sao chú không hỏi chị Ngân hoặc là chị Ngọc mà sao chú hỏi hoài chị Dạ vậy? Sao giờ không thích hỏi đừng, gì? Đừng. Không phải, tự nhiên chú hỏi hơn chị hoài xong rồi bỏ mặt hai chị này kỳ. À, wow, ok. Bây giờ không hỏi phụ nữ nữa, hỏi đàn ông được không? Dạ được. Con nói thật lòng, con thấy tướng tá chú Lực sao? Tôi bằng tuổi với ba con từ bây giờ. Sao thấy tướng tá chú Lực sao? Chú Lực bàn hơn. Này, nghe lời chú đập tay chú cái coi, đập tay chú một cái. Đừng đập tay, đập chú mặt tôi nè. Mà con thấy chú Lực sang thiệt hả? Dạ cũng sang. Cái nét nào mình toát lên cái vẻ sang của chú Lực? Từ cái đầu. Trừ cái tóc là còn giữ mặt mũi, trừ cái đầu là anh mất mặt luôn rồi đó. Trời ơi. Trừ cái tóc ạ. Trừ cái tóc đi. Trừ cái tóc đi đúng không? Hai lần đau. Thêm một lần đau nữa là hai. Một lần đau là hai. Thấy anh Vinh sao? Quá. Chú Vinh chứ không phải anh đâu. Chú Vinh đúng rồi, chú Vinh. Chú Vinh sao?
Dạ, trẻ. Trẻ. Trẻ hơn ai? Thì tất nhiên phải trẻ hơn chú Lực rồi. Ủa mà chở nó trẻ hơn chú Giang sao anh mắc cười? Trẻ hơn ai? Chú Lực già sang. Vậy phải là đẹp lão á. Khen quá trời rồi, muốn gì nữa đại ca. Chú Lực không nói trẻ chú Lực mà kêu chú Lực già sang. Chú là thuộc thế hệ 8X. Chú Vinh rồi chú Giang cũng bằng bằng chú vậy đó. Mà con dùng cái từ già sang nghe giống như chú là chú của chú Giang luôn á. Ủa vậy thôi chú trung niên sang. Trung niên sang. Kệ đúng rồi, trung niên đúng đổi mà. Trời có gì đâu. Hay lắm. Bây giờ mình bắt đầu chia đội ha. Ồ chơi đi chú ơi. Giờ con muốn về đội của ai? Hay là bốc thăm ngẫu nhiên? Con về đội của ai cũng được. Quay số ngẫu nhiên. Số giống nhau thì về với nhau. Dạ vâng ạ. Giấu đi ạ, giấu đi ạ. Giấu đi ạ. Trời ơi ạ. Nếu thương tôi đừng cho tôi chú chung. Có muốn chung với con không chú? Muốn chung, muốn chung với con. Tại thường thì chung với khách mời khó thua lắm. Ai cũng được miễn đừng chung với lại Lan Ngọc với Thúy Ngân là chú sẽ thắng. Đây còn ai chưa có ạ? Em. Mời con số xuất hiện. Số 2 ạ. Số 1. Tiểu Vi số 1. Yeah. Làm bây giờ số 1. Tất cả còn lại là số 2. Mời. Con đang ở một đội ông chú Giang Manh và bà dì Giang Sảo. Nếu như lần này mà mình thắng là do anh Lộc xui. Đúng không? Đây đúng. Là đội trai tài gái sắc. Giống như phụ huynh dắt con đi chơi game show vậy. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Con có hài lòng chưa hay là muốn đổi người? Con hài lòng rồi ạ. Cuối chương trình mà có bị phạt thì đừng trách gì nhau. Cố gắng lên nha chú. Trời ơi, sao tự nhiên có mình chú cố gắng? Trời ơi, tại mọi người bảo chú là do xui hay gì? Số đầu tiên, chú đứng chung với Thúy Ngân, chú thua. Chú ơi, Trương Thế Vinh có muốn đổi qua đội con không ạ? À? À sao không được con? Tuy là đổi chiến lược đi hả? Không, không có. Thôi thôi anh Luật qua đây đi anh Luật. Không có chú. Lỡ rồi. Thua luôn tập nữa cho chảo thôi. Thế là con không? Không có, ý là chị dạ thích anh Vinh. Dạ, trời ơi, biết dạ thích anh Vinh luôn là có coi chương trình. Nhưng mà chú Luật là yếu nhất trong chương trình này nha, không có sức, là lớn tuổi rồi. Không, con nghĩ là... Có chứ, trời chú là dân thể thao mà con. Con miếng thắng lắm. Con mà con có khỏe không? Có tập gym không? Con là thể lực là con được nha. Thể lực là ổn nè. Chương trình ngày hôm nay đặc biệt là những câu hỏi về trí tuệ thôi. Trời ơi, cái đó là sở đoản của chú và dì dạ con. Đội con chắc là ổn chú. Ổn đúng không? Dạ. Thưa quý vị, vòng đầu tiên xin được phép bắt đầu.